Thưa quý vị, theo thống kê, tỉnh Hưng Yên có khoảng 500 lễ hội truyền thống diễn ra nhiều nhất vào mùa xuân. Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tiết kiệm, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thì công tác tổ chức và quản lý lễ hội cần được các địa phương và ngành chức năng quan tâm chú trọng. Lễ hội Đền Phù Ủng ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi diễn ra từ đầu năm đến hết ngày rằm tháng giêng âm lịch, thu hút hàng ngàn du khách thập phương tới dự hội. Theo tìm hiểu thực tế của phóng viên, trong những ngày diễn ra lễ hội vẫn còn những vấn đề như dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn tồn tại, lối dẫn vào đền và trước cổng đền dày đặc hàng quán bán đồ ăn gây mất mỹ quan và để lại hình ảnh không đẹp tại lễ hội truyền thống. Tại di tích quốc gia đặc biệt đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tái diễn tình trạng bầy tràn lan đồ mã tại sân đền làm ảnh hưởng đến cảnh quan của ngôi đền, mặt khác gây lãng phí. Chính phủ đã ban hành nghị định số 75 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, trong đó việc đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử văn hóa sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy vậy, việc xử phạt đối với hành vi này tại các lễ hội, di tích nói chung và ở đền Đậu An nói riêng chưa được thực hiện. Cái vệ sinh môi trường ở tại các cái di tích nơi có lễ hội thì nó cũng chưa được tốt. Đấy, rồi cái việc mà buôn bán hàng, buôn bán đồ mã thì vẫn còn xảy ra ở đây đó. Đề nghị là các địa phương thì chúng ta hướng dẫn các di tích mà có tổ chức lễ hội, thành lập ban tổ chức lễ hội đảm bảo đúng theo quy định, phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống, tuyên truyền, quảng bá những cái giá trị văn hóa cho những người đến tham quan di tích cũng như là đến tham gia lễ hội. Đấy, và nghiêm cấm tuyệt đối những cái hành vi cờ bạc trá hình, buôn bán đồ mã.